chấn động talk show, độc quyền, chưa từng có với chị Thúy Loan. Sinh động chưa? Làm sao không sinh động được? Tại vì ngày hôm nay cái talk show này là chấn động Việt Nam luôn. Lần đầu tiên trong sự nghiệp của Phát đó giờ là Phát tiếp xúc với nhiều celeb như là nghệ sĩ á, mà kiểu vòng vòng trong Việt Nam không à. Lần đầu tiên trong cuộc đời của mình được ngồi talk show và face to face với lại một big star, một nghệ sĩ quốc tế. Và cô ấy đó chính là Taylor Swift. Hi. Hello. Hello Taylor. Hello. Oh my god. Ôi, chắc về không có tắm luôn mọi người. Hôm trời ơi, tay tay lo luôn nè. I'm VTB. Can you see me? Hi. Look me. Excuse me. Hi VTB. Can you look me? Okay. My filter. Ok, chắc kiểu nữa phong cách của nghệ sĩ người ta vậy á. Dạ, góc mặt dễ dàng chị đẹp đúng không? Ok. Okay. Can you say hello to your friends in Vietnam? Oh, ok. Hello Vietnam. Oh my god, Vietnam. Hello Taylor. I love Vietnam. Trời ơi, trời, kiểu như ngày hôm nay là ôi, không bao giờ quên được luôn á. Chấn động luôn mọi người ơi. Ngồi gần thần tượng mà cái khoảng cách nó rất là gần như thế này khiến cho Phát cảm thấy rất là hồi hộp luôn. Ngày hôm nay là biết Taylor đến đây á, cho nên là mình có một cái gift là món quà á Taylor. Souvenir quà lưu niệm á. Okay. Việt Nam. Oh my goodness. Oh my god. À, tặng Taylor với ý nghĩa đó là help you round line the tree on way strong. Yeah. Yes. Oh, thank you. Love it. I love it. I very love it. Nói chung là What? Oh my god. I'm hot. Ôi mọi người ơi, kiểu như mà nói chuyện với lại thần tượng của mình mà mình bị cản trở ngôn ngữ quá nó cũng khó khăn. Tại vì đại đa số khán giả Việt Nam á, cho nên là mình nói chuyện bằng tiếng Việt đi ha. Can you speak Vietnamese? I can't say Vietnamese. I can help you. Yeah. What? Yes. What you doing? Calm down. What you doing? Calm down. What? Please. What? VTV. VTV. Close your eyes. Close your eyes. Okay. Okay. What? 3, 2, 1. Open your eyes. Okay. Open your eyes. Look at me. Lớn lên. Sao hay vậy trời? Ôi. Thấy chưa? Sao hay vậy má? Thấy chưa? Ôi trời đất ơi. Nói như người bản địa luôn vậy á. Trời đất ơi, bây giờ là mình không nên làm nó anh luôn. Tại vì ở Việt Nam mình có nhiều cái gọi như là cái phép màu á. Ôi. Nắng nắng vài cái đó là bệnh tật tiêu trừ hết à. Ôi trời ơi, hay quá. Không, kiểu này là hợp với á. Ủa? Taylor hợp với Việt Nam á. Vậy hả? Hay quá. Vậy là sắp tới Taylor mới định cư Việt Nam rồi. Tuyệt vời, đây là một tín hiệu rất là lớn, rất là tốt đến từ vũ trụ. Taylor ơi. Không biết là lý do và động lực nào khiến cho Taylor đồng ý đến với Việt Nam? Thì mời tới thôi. Cái gì vậy bà nội? Mời là vì cái gì? Vì tình cảm của vị khán giả đúng không ạ? Thì rảnh thì tới thôi. Kiểu mình nói chuyện để lấy lòng khán giả Việt Nam được không? Còn như khi mình làm concert ở đây á. Taylor rất là yêu Việt Nam. Yeah. Taylor dành nhiều tình cảm cho Việt Nam nên là khi nhận được lời mời của Việt Nam là Taylor sắp xếp tất cả các lơ xe của mình để có thể đến Việt Nam nhanh nhất có thể. Tuyệt vời, Taylor là một bạn thân nữa, anh em lơ xe Việt Nam ha. Taylor ơi, không biết là khi đến với Việt Nam thì Taylor sẽ chuẩn bị những cái phần quà hay là những gì đặc biệt dành cho khán giả Việt Nam? Taylor chuẩn bị cho mình 50 vé xe khách miễn phí để đi xem concert của Taylor. Dạ. Yeah. Không biết là concert lần này mình sẽ tổ chức ở đâu ha? Đầu tiên thì ngày concert đầu tiên sẽ diễn ra ở bến xe miền Đông.
Wow, trời ơi, chắc đông nghẹt luôn á, thật sự luôn. Tại vì đó giờ chưa có một big star hay là một ngôi sao quốc tế nào mà tổ chức concert ở một bến xe, một cái nơi mà nó khá là nhộn nhịp như vậy á. Phải nói là Taylor rất là bình dân. Mình đừng gọi Taylor, nó nghe nó tay quá. Gọi là Taylor đi. Taylor à? Taylor cũng... Thấy mấy đứa tay tay vậy là lo nhiều quá. Thật sự lo. Taylor mới là đúng cái tên của Lơ. Tại vì thật ra lúc trước là Lơ. Lơ lầm Lơ. Lầm Lơ. Trước khi đến với âm nhạc thì có một thời gian Taylor lầm Lơ xe. Wow. Nhưng mà tại sao hồi nãy giờ thấy VTV nói chuyện ở bên lề không mà không có vào nội dung chính vậy? Là không, nội dung chính thì có vào á, nhưng mà cái khung hình chính thì không dám vào thôi. Ủa tại sao vậy? Tại vì vào thì nó mất giá Taylor lắm. Ủa tại sao vậy? Muốn biết hả? Ủa Taylor rất là thắc mắc luôn á. Nếu mà Taylor thắc mắc thì Tấn Phát sẽ trả lời. Ok. Tại sao Tấn Phát không vào khung hình? Tại sao vậy? Tại vì như vậy nè. Trời đất ơi, tự nhiên cái tôi tỉnh lại liền luôn. Có hai Taylor. Taylor 1 chào Taylor 2 á. Vậy ai là Taylor thiệt, ai là Taylor giả?